Bây giờ chúng ta còn đến với bạn Cook Rex. Vâng, xin mời. Bây giờ xin mời sẽ có lòng ạ. Xin chào bà Nguyễn Thị Trang, đúng không ạ? Bài hát tiếng Anh nghe rất là tốt. Giọng hát của bạn, cái phát âm tiếng Anh nó cũng rất là chuẩn. Cái giọng hát của bạn cũng là bài Price Tag là rất là đúng, là bởi vì là cái nhấn nhá của những cái bài hát tiếng Anh mà cần có thì bạn đã có được cái điều đó. Nghe rất là thích, rất là hay. Và cái cách hát của bạn cũng là một chỗ là bạn để cái điệp khúc sau cùng mà mới hát. Thường thường người ta hát xong là nói money money money. Thì đó, mình có để cái điều đó thì bạn cũng có làm khác đi điều đó và nó cũng mới. Có một cái vấn đề nhỏ ở đây, đó là do bạn hơi rung, cho nên cái hơi của bạn nó bị cục ngủng. Cho nên có những cái chỗ lên cao cảm giác như bạn rất là đuối, bạn muốn cho nó hết cái câu để bạn thở hết. Thì hát tiếp câu sau, bây giờ bạn vẫn còn thở được đúng không? Thấy chưa, không che được mặt ba giám khảo. Thì bạn hơi run. Nhưng mà dù sao thì bạn có những cái tố chất, đó là cái giọng hát của bạn rất là có những cái chỗ phát âm tiếng Anh bạn nên coi kỹ lại một chút nữa. Có những cái chỗ chẳng hạn như price, thì bạn thiếu cái đuôi của nó. Rồi những cái chỗ chẳng hạn đó, chẳng hạn vậy. Thì bạn do bạn hát bị cuốn theo. Nhưng mà cái bản chất khi mà cái tiếng của bạn bật ra là nó đã hay rồi, nó rất là giống liền người Mỹ hát. Thì đó là một cái điểm mạnh của bạn, và mình nghĩ nếu mà bạn thi tiếp vòng sau, bạn cũng nên chọn một cái bài tiếng Anh nào khá tính một chút để bạn thi tiếp. Chúc mừng bạn. Rồi, bạn có một vé rồi.
Xin mời chị Hàng Diệp. Chào Trang, khi mà nghe em hát chị là chỗ cái giọng này là hồi giờ tôi muốn, hồi giờ tôi còn khó luôn, cái không mỏ, được cái luôn. Mỏ, dạ cái mỏ, dạ em thấy rồi. Dạ. Cái giọng của em nghe như là em mà hát cái bài buồn là xong nó buồn buồn thảm luôn. Tại vì sao? Nghe là có nỗi đau ở trong đó rồi. Thì cái bài hát này nó không hề nói về tình yêu, nhưng mà em lại hát là nếu người ta không hiểu tiếng Anh thì ta tưởng bài đó là tình yêu luôn á, tình yêu buồn á. Bánh này mà yêu gì vậy? Bánh này tiền đó, dạ. Tiền gì tiền anh? À dạ, xin lỗi. Cuối mới biết mà cuối mới hát bánh này mà. Đúng không? Thì ý tôi nói là nếu mà không ai hiểu tiếng Anh á. Dạ vâng, vâng, như vậy các bạn, như vậy dạ. Và khi mà nghe em hát thì thật sự chị cũng không muốn tiền mà điểm lỗ là gì, chị muốn nghe tổng thể thôi và rất là hay. Chị nghĩ là em cũng sẽ có mặt trong chương trình. Chị Diễm cho em hỏi cái này. Alo, là bạn chị Diễm nói bạn là hát buồn, nghe buồn, bạn thử hát thử câu nhạc buồn nghe coi nó buồn không? Nghe bài nào? Bài nào? Hoang mang cái hàng. Hát say phèn sao đó em. Tiếng Việt thôi. Xe sao đúng rồi, rê thứ xe sao. Hát say phèn sao đó em. Hát thử câu em. Dũng. Em mới bớt em hiểu. Điệp khúc á. Hát là tiếng Việt đi, nghe tiếng Việt đi. Nghe tiếng Việt ạ. Tiếng Việt ok, bài gì? Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vương nhận nguyện. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Trường hợp em là giống cái trường hợp lộ rõ luôn. Lúc Đức Duy ban đầu á. Thiếu hơi. Vậy ba tháng sau em quay lại là giọng hát của em là tiếng Việt sẽ hay như bạn Đức Duy nha. Lộ rõ thiếu hơi ha. Bà chọn nghe bài nhanh, chọn bài chậm là thiếu hơi liền. Xin mời tiếng sĩ đôi chồng ạ. Em ơi, em hát tiếng Anh hay vậy, nhưng mà em nói tiếng Anh có hay không em? Dạ không. Ủa sao kỳ vậy? Vì sao em không học tiếng Anh em nói cho nó hay để em hát, chắc là để không để cho lòng bắt lỗi từng cái sờ em đúng chỗ em sờ mà em không sờ là anh Long nói tại sao em không sờ liền đúng không? Em sờ đúng chỗ mà. Em sờ đúng chỗ anh Long. Trời ơi, nhảy vô chi vậy, tao nói thì biết rồi, trời ơi. Bởi vậy nói bây giờ tiếng Anh nó phổ biến lắm, em còn trẻ cố gắng học đi. Ở bên Mỹ em nói em biết tiếng Anh nó phổ biến tới mức độ mấy người đi ăn xin bên Mỹ cũng nói tiếng Anh luôn đó. Ghê vậy. Xin mời Gia Bảo. Mình có một ý kiến thôi, là tại vì mình thấy là giọng bạn rất là hiện đại. Tại vì khi mà những rất là hiếm có những người Việt Nam mà hát cái kiểu như bạn á, cho nên là bạn phải thấy là mình, bạn phải thấy được là mình có, mình đang tổ chức sở hữu một cái chất giọng rất là tốt. Tuy nhiên là mình thấy quan điểm của mình thôi, là mình thấy là bạn cứ làm cho mọi thứ nó đơn giản thì cái bài này nó sẽ rất là hay. Nhưng mà mình thấy bạn hơi bị tham feel á. Vì bạn tham feel cho nên là nó không có cái điểm đắt. Ví dụ như nguyên bài bạn không feel gì hết, đến chỗ đó bạn feel cái ảnh vô một cái nó đắt. Thì người ta nghĩ cái thể mình nói gì thôi, mình dân vậy đó. Thì nó sẽ đắt hơn. Còn này là mình thấy là bạn khúc đầu bạn cũng feel, khúc sau bạn cũng feel tá lả hết trơn á. Hồi xưa mình cũng bị bệnh feel á. Đúng. Cho nên là mình rút kinh nghiệm được, cho nên mình muốn nhắc nhở bạn cái chuyện đó thôi. Chứ còn bạn hát rất là tốt. Vâng, cảm ơn Gia Bảo, tức là đừng hạn chế những cái ỉm nghe chưa. Cảm ơn. Chưa mà để video thì chị đó. Cảm ơn bạn Nguyễn Thị Trang.